Hôm nay anh em mình sẽ tìm một trò gì đấy thật là vui để chơi mới được. Trò em có một trò rất hay. Trò gì? Đấy là trò chi chi chành chành. Ui, anh thích trò này lắm, anh thích trò này lắm. Để anh chơi trước được không? Anh cũng được chơi trước. Nào, xòe tay ra đi. Các bạn nhỏ ơi, trò này rất vui đấy nhá. Các bạn có thể chơi với bạn mình ở trên lớp đấy. Chúng mình cùng chơi nhá. Chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa, con ngựa đứt cương, ba vương lập đế, bắt dế đi tìm. Anh thắng rồi, yeah. Anh cừu xanh chơi ăn gian. Em cừu xanh đọc nhanh ơi là nhanh. Làm sao mà em bắt kịp được. Đấy, thì bây giờ đến lượt em đây. Bây giờ đến lượt em. Đây, đừng tưởng là dễ mà thắng anh nhá. Anh rất là giỏi chơi chi chi chành chành đấy. Nào. Đấy. Bạn nhỏ ơi, chúng mình chơi một lần nữa nhá. Sao đấy nhở? Lại. Tay em có cái gì không? Tay em làm gì có gì đâu nhở? Lại lần nữa. Đau thế. Chi chi. Anh kiểu xanh làm tay sao em nhở? Như là có kim ở trên tay ấy. Có kim á? Úi dồi ôi, bóng tay á, sắc như thế này thì làm sao mà chơi được chi chi chành chành. Đây này, anh cảm giác tay anh sắp chảy máu ra đến nơi rồi này. Để em thử lại lần nữa. Không thử thiết gì nữa nhá. Không thử, tuyệt đối không thử, đau lắm. Để nhìn tay anh đi. Nhưng mà em có thấy chảy máu đâu nhở? Nhưng mà sướng lắm rồi. Thôi, không chơi chi chi chành chành với em đâu. Mà này nhá, em để ngón tay của em xa anh nhá. Anh đi xem cậu bé đang làm gì đây, không chơi với em nữa, đau quá. Anh cừu xanh có bị chảy máu đâu. Đợi em. Em xem với. Bông ơi, chơi đuổi bắt không? Cho em bút, cho em bút. À, đau quá. Mẹ ơi, con bị chảy máu rồi. Màu tím lại xuất hiện rồi. Lo lắng quá chứ còn gì nữa. Em nhìn đi, tay cậu bé bị chảy máu ra rồi. Anh em mình phải nghĩ cách giúp cậu bé thôi. Từ từ nhá, bình tĩnh, em đang cuống quýt quá. Anh Kiều Xanh. Anh sẽ lấy ba lô thần kỳ của anh. Đúng rồi. Chắc chắn sẽ có tác dụng tiếp. Bình tĩnh, ba lô thần kỳ đâu? Ba lô thần kỳ đây rồi. Đây, anh lên. Ba lô thần kỳ ơi. Bây giờ sẽ có gì ở đây đây? Nhanh. Có gì giúp được cậu bé đấy nhở? Mở ra này. Sao không thấy gì nhỉ? Đây rồi. Đây rồi. Gì đây? Đây là những miếng băng dán cá nhân này. Đúng rồi. Cậu bé có thể sử dụng ngay bây giờ đấy. Cậu bé có thể sử dụng những miếng băng dán cá nhân này để dán cầm máu lại. Hôm nay ba lô thần kỳ của anh Cừu Xanh lại đưa ra một cách hay nữa rồi. Nhưng mà bây giờ thì chỉ cầm máu được thôi. Nhưng mà cậu bé phải nhớ là không bao giờ được cầm bút chì mà lại chạy như thế, rất nguy hiểm. Đúng rồi đấy. Nếu cậu bé cứ chạy mà cầm bút chì vừa nô đùa. Đấy, anh đang nguy hiểm lắm. Này, không phải là chỉ đâm vào tay đâu nhá. Các bạn mà cầm những bút chì này, kéo này, dao này, mà cầm vật nhọn mà lại vừa cầm vừa chạy chơi rồi các thứ này, như thế rất dễ bị chảy máu, rất nguy hiểm. Nó có thể đâm vào tay, thậm chí là đâm cả vào mặt mình đấy. Không được, nó sẽ rất nguy hiểm và không được làm như thế đâu. Thế thì nếu cậu bé chỉ dán miếng băng cá nhân này thì cũng
cũng chưa nhận ra là không được vừa cầm bút chì và vừa chạy nô đùa như thế. Chờ anh một tí. Anh Kiều Xanh làm gì đấy? Anh dán vào chỗ tay em, chọc vào tay anh đi. Tay anh Kiều Xanh có bị chảy máu đâu mà phải dán băng cá nhân nhỉ? Em cầm lấy đi, để anh bóc. Nhìn này, anh sẽ dạy các bạn dùng băng cá nhân luôn. Các bạn sẽ bóc cái vỏ ra. Bóc vỏ ra này. Đó. Để em cầm cho. Rút rác. Đây, miếng băng cá nhân ra sẽ được bóc ra như thế này này. Nó giống như cái băng dính vậy. Cầm lấy vứt rác cho anh. Bóc ra nhé. Sau đó chúng ta sẽ dán lên chỗ bị đau. Dán vào tay này. Và như thế là có thể cầm máu được rồi. Đấy. Wow. Đỡ đau so với lúc mà em Kiều Hồng nâng vào tay anh rồi đấy. Còn bây giờ anh em mình phải tìm cách để cho cậu bé nhận ra không được vừa chạy nô đùa vừa cầm bút chì như thế, rất nguy hiểm. Ba lô thần kỳ đã bảo chúng ta phải dùng băng dán cá nhân rồi. Bây giờ cùng xem hộp thần kỳ sẽ bảo chúng ta làm gì nhá. Vâng, đi xem thôi. Xem nào. Ồ, nhìn này. Hôm nay hộp thần kỳ đã đưa ra một hộp đựng bút. Rất nhiều hộp đựng bút luôn nha. Thế nghĩa là sao nhỉ? Em hiểu ra rồi. Hộp thần kỳ muốn nhắc nhở cậu bé khi vẽ hay tô màu xong này phải cất bút gọn gàng vào đã rồi mới chạy nô đùa nhá. Đúng rồi. Đặc biệt là tất cả những đồ vật nhọn phải cất thật là gọn gàng. Không được vừa cầm vừa chạy vừa chơi đúng không nào? Vâng, đúng rồi. Bây giờ anh em mình cùng xem tiếp xem cậu bé sẽ làm gì nào. Xem nào. Cậu bé ơi. Mẹ ơi, con bị chảy máu. Con bị chảy máu à? Để mẹ xem nào. Chắc con đau lắm phải không? Con có biết vì sao mình bị như thế này không? Con cầm bút chì chạy nhảy và bị đâm vào tay. Đầu bút chì rất nhọn đúng không? Mình vừa cầm bút vừa chạy nhảy thì khi con ngã, đầu bút chì sẽ cắm vào người khiến con chảy máu. Theo con, lần sau con nên làm gì? Con sẽ không cầm vật nhọn chạy nhảy nữa. Khi dùng xong thì mình nên làm gì? Mình nên cất bút vào lọ đựng bút ạ. Đúng rồi, không chỉ có bút chì mà còn những vật nhọn khác nào mà mình không nên cầm nhỉ? Kéo, dao. Đúng rồi. Bống ơi, anh nói đúng đấy. Bống đưa que nhọn cho mẹ nào. Khi vẽ xong, con hãy cất bút ngay ngắn vào lọ đựng bút nhé. Vâng ạ. À, nhìn này. Màu vàng đã xuất hiện trở lại rồi. Thế là chúng ta lại có được sự vui vẻ của cậu bé rồi. Không cần phải lo lắng gì nữa. Chỉ cần cất gọn gàng những vật sắc nhọn thì chúng ta sẽ không gặp nguy hiểm và không bị chảy máu. Em có sợ bị như thế không? Em cũng sợ các vật sắc nhọn lắm, mà em sẽ không bao giờ đụng đến đâu. Mà em biết anh sợ gì nhất không? Anh Kiều Xanh cũng sợ vật sắc nhọn đúng không? Anh sợ ngón tay của em nhất ý. Ngón tay gì mà sắc ơi là sắc ý. Đừng chạm vào đâu nữa. Sắc thật. Này, anh bảo, hay là để anh cắt ngón tay cho em nhé. Em đã có một chiếc dụng cụ cắt móng tay cho trẻ con rồi. Để em đi lấy nhá. Đâu. Mà phải là cho trẻ em nhá. Đây rồi anh Kiều Xanh ơi. Đây. Các bạn nhỏ nhớ là chúng ta phải dùng dụng cụ cắt móng tay bé thôi của trẻ con nhá. Nếu như mà chúng ta dùng đồ của người lớn ấy, nó rất là to và có thể bị cắt vào thịt đấy. Đau lắm. Thế đây xem nào. Bấm này. Bấm. Cắt móng tay thật gọn gàng. Nào, xem còn ngón nào móng sắc nữa không. Đây rồi. Bấm này. Bấm. Đấy. Được rồi. Thành rồi đấy. Anh Kiều Xanh, em mượn tay của anh Kiều Xanh. Đây. Em thử nhá. Chi chi chành chành, cái đanh thổi lửa. Này, hết đau rồi. Bây giờ anh em mình sẽ phải đi dặn dò các bạn nhỏ đã, rồi mới chơi tiếp nhá. Vâng, em đồng ý. Các bạn nhỏ ơi, không nghịch đồ vật sắc nhọn nhá. Nào, anh em mình chơi tiếp thôi. Đến lượt em đấy, hôm nay em chưa chơi lần nào đúng không?
chi chi chành chành, cái đanh thổi lược con ngựa đứt cước, ba vương lập đế bắt dế đi tìm. U a u ấp a trượt rồi. Em thắng anh Kiều Xanh. Chi chi chành chành, cái đanh thổi lược con ngựa đứt cương, ba vương lập đế bắt dế đi tìm. U a u a u a u a u a u u a u. Anh Kiều Xanh toàn chơi ấp ấp. Các bố mẹ hãy truy cập kênh YouTube VTV7 Kids để cùng bé đón xem trọn bộ chương trình Chuyện kể của những chú cừu nhé. Chuyện kể của những chú cừu, dạy bé ứng xử thông minh.